Ca sĩ Quang Lê được nữ đại gia cho 1 tỷ nếu mất 15 kg. Hình ảnh ca sĩ Quang Lê mập ú, nặng nề vì quá cân đang được thay bằng ảnh sáu múi, gọn gàng khỏe khoắn khiến cư dân mạng bán tin bán nghi. Bức ảnh Quang Lê sáu múi lan truyền khắp mạng xã hội đang thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Bên cạnh những lời chúc mừng, nhiều người còn nghi rằng đây là trò đùa đã chỉnh sửa Photoshop của chính chủ. Nhiều ý kiến cũng cho rằng, nếu đây là sự thật thì Quang Lê đã có một hành trình giảm cân rất đổi ngoạn mục. Nói về điều này, ca sĩ Quang Lâm cho biết, sự thật là tôi đang trong quá trình giảm cân. 3 tháng qua Quang Lê đã giảm thành công 10 kg và vẫn đang tiếp tục phấn đấu đến khi đạt được mục tiêu đặt ra. Những bức hình tôi đăng tải được một người bạn gửi tặng. Bức hình này có can thiệp chỉnh sửa nhưng không phải ghép mặt tôi vào thân hình người khác đâu. Dù thân hình ngoài đời của tôi chưa xuất sắc như thế nhưng tôi vẫn chia sẻ lên mạng xã hội để lấy động lực. Tôi còn tính phải in mấy tấm hình này ra treo trong phòng để có động lực đạt được body như vậy trong tương lai. Ca sĩ Quang Lê cho biết, anh đặt mục tiêu giảm thêm 5 đến 10 kg nữa. Sau khi giảm được bằng đó số kg, tôi sẽ tiếp tục tập gym kết hợp cùng chế độ dinh dưỡng hợp lý thì việc đạt body 6 múi giống như trong hình chắc cũng không quá khó. Anh cũng vui vẻ cho biết, có năm nữ đại gia hứa với tôi rằng nếu tôi giảm được 15 kg sẽ cho tôi 1 tỷ đồng. Lệ Quyên cũng hứa nếu tôi giảm được thêm 5 kg thì nữ cô ấy sẽ tặng tôi bộ vest mới trị giá 10.000 USD. Tuy nhiên, tiền thưởng các nữ đại gia tặng cho Quang Lê không phải vấn đề chính khiến anh phải quyết chí giảm cân. Anh cho biết sức khỏe bị ảnh hưởng nhiều do tăng ký. Có lúc, số cân nặng của anh lên đến 100 kg. Hiện anh có bác sĩ theo dõi sức khỏe, đề ra chế độ ăn uống và tập luyện khoa học. Quang Lê cũng chia sẻ, khi nào giảm được thành công 15 kg, anh sẽ tổ chức live show hoành tráng để ăn mừng. Sau cuộc hôn nhân năm 22 tuổi không thành công, đến nay, Quang Lê vẫn lệ bóng. Anh kể, từ hôm đăng tải bức hình 6 múi là quá trời tin nhắn Facebook, Zalo của các bóng hồng gửi về cho tôi. Nhưng ở bên đây tôi chỉ có duy nhất một bóng hồng chịu nâng khăn sữa túi đó chính là mẹ ruột. Tôi cũng chưa bao giờ giấu khán giả khi có bạn gái, nếu có tôi sẽ công khai chia sẻ với người hâm mộ.